phải hiện tiền đến chi đó. Các con, thì cá chị bảo tí về đây Cẩm Long vừa cả nhân chi với gia đình chị hưởng với quê ta. Thì bây giờ sau đây ba con thật tư để chị có đối lời tâm sự với ba con, chia sẻ với ba con. Dạ, cho con xin được gửi lời chào đến tất cả các cô chú, các anh chị và các bác, các bà, các ông tại xã Cẩm Quan ạ. Dạ, sáng nay thì con có tới đây rồi, nhưng mà sáng nay thì hơi ít người. Bởi vì có lẽ là mọi người cũng đang phải chống chọi với cái cơn mưa rất là to từ đêm qua đến chiều nay mới hết. Nên là con quyết định là sẽ quay trở lại, vì muốn tận tay trao những cái phần quà cho tất cả mọi người. Bởi vì đây là tấm lòng của con và gia đình con, thì cũng không có quyên góp bất cứ ai cả, dành tặng cho người dân ở miền Trung nói chung và Hà Tĩnh mình nói riêng. Hy vọng là cái tấm lòng này sẽ ủng hộ tinh thần của tất cả mọi người một chút xíu thôi trong cái thời gian khó khăn này. Và con cũng rất là hạnh phúc khi mà thấy được cái nụ cười của mọi người từ lúc con bước vào tới đây. Chúng ta cũng đang cố gắng chờ những cái thành viên cuối cùng khó khăn của xã mình đến. Và trước khi đó con hát tặng mọi người một bài nha. Anh công an xã của mình nói là hôm bữa đáng lẽ là chị Thi nên tới đây cách đây vài ngày. Bữa đó mà hát công chúa bong bóng là bong bóng tự nhiên ở khắp mọi nơi. Dạ rồi, bây giờ con hát tặng mọi người, nhưng mà hy vọng là sẽ không có bong bóng nào nữa nha. Từ hôm nay trở đi là trời quang mây tạnh nha. Ok, mọi người vỗ tay cùng con cho vui nha. Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa hồn nhiên như mây trên bầu trời, đùa dẫn với gió và trăng, được tự do cùng mưa hát vang. Nàng công chúa bong bóng yêu chàng mơ lơ đãng, dường như bên nhau quên giận hờn, dù có những lúc mưa vô tình làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần. Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ. Thì từ sáng đến giờ con đã đi được khoảng 7 xã rồi, và mỗi xã thì cũng trao được từ 100 đến 150 phần quà. Và bây giờ ở đây của chúng ta thì có 100 phần quà nữa, và nó là tình cảm của con dành tặng cho mọi người. Và con cũng hy vọng là của ít lòng nhiều, có cái hơi ấm, có cái tình thương của mình trong những cái phần quà này, thì mọi người sẽ thấy ấm áp hơn nha. Dạ. Gia đình ông Bí ạ, ông Bí. Báo cáo chị ông Bí là vừa nãy trong đợt lũ vừa rồi sơ tán đồ đạc vì bị gãy tay. Vâng. Rồi. Báo cáo chị. Nguyễn Thị Tiền ạ, hô Nguyễn Thị Tiền ạ. Lê Văn Tiến ạ. Nguyễn Thế Bình, Hồ Nguyễn Thế Bình ạ, Hồ Nguyễn Thế Bình ở Thiện Hồ. Rồi, được rồi.